Siêu mưa gió tại Akala thì làm những hạng mục gì? Anh em này hãy đi theo chân em nhé. Ở bên trong kia là một chiếc Toyota Altis đã được đánh bóng và chăm sóc toàn bộ xe này. Bên cạnh đây là chiếc Toyota Vios được nâng cấp bộ bi LED lên bi LED Limited 3.0 này. Bên này là một chiếc Mazda CX-5 đang dán bảo vệ chống xước PPF. Bác chủ có lên cả PPF chống cái xước ở bên sườn cửa các bác nhé. Đây các bác qua bên này. Bên này có một con Vios cũng đang chờ dán phim cách nhiệt rồi. Bên này thì Toyota Camry đã được dọn chuyên sâu. Chiếc xe này thì bác chủ có để nó bị ngập nước nên là xử lý lại, tháo toàn bộ sàn để vệ sinh toàn bộ, rất là mùi luôn. Đằng trước đây là một chiếc Altis được lên đang làm đèn nha các bác nhé, đang nâng cấp đèn. Hôm nay thì bên em làm khá là nhiều đèn. Nguyên ngày hôm nay làm 5 bộ đèn rồi anh ạ. Bên này là phòng phim và bên này là có bảng căn mặt đèn sau khi mà các bác lắp đèn xong. Bác nào làm cần làm dịch vụ gì cho xe của mình hãy nhớ tới Akala các bác nhé.